sinh 29 tháng 11 năm 952, mất ngày 4 tháng 1 năm 2020, là một diễn viên điện ảnh và đạo diễn nổi tiếng một thời của Việt Nam, được nhà nước Việt Nam tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Ông còn làm người dẫn chương trình MC cho một số chương trình trò chơi truyền hình như Rồng Hoàng trên kênh truyền hình HTV7 và kinh doanh trong cương vị giám đốc hãng phim Chánh Khương. Xuất thân Nguyễn Chánh Tính là con út trong gia đình có 5 người con. Cha là Nguyễn Chánh Minh, võ sĩ nổi tiếng dưới thời vua Võ Đại, chuyên đi trừ gian diệt bạo, sau là đệ tử của một tướng Long Quân đội công Trung Sơn lưu lạc sang Việt Nam. Mẹ là Lưu Hợp Lan, một hoa thôi của vùng Bạc Liêu, Cà Mau. Những người cháu của ông gồm có Sạc Ly Nguyễn, Tony Trúc Nguyễn, Ronnie Chí Nguyễn, Quân Sơn và Nguyễn Dương. Hoạt động nghệ thuật, Nguyễn Chánh Tính có năng khiếu hát từ nhỏ. Ông thường được chọn biểu diễn đơn ca ở trường trong các dịp lễ. Ông học cấp 3 ở trường Mạc Đình Chi, tham gia ban văn nghệ nhà trường với tư cách là ca sĩ. Năm 972, vì đột ngột nổi tiếng nên Chánh Tính đã không thể toàn tâm toàn ý cho việc học. Ông thi trượt vào trường đại học y khoa, trở thành sinh viên trường lập. Năm 973, ông giành được huy chương vàng điện ảnh tại được giải Kim Thánh về âm nhạc do 40 tờ báo hàng đầu Sài Gòn bình chọn. Năm 974, Nguyễn Chánh Tính tác tập với diễn viên Văn Châu trong phim Vĩnh Biệt Tình Hè của đạo diễn Lê Hoàng Quang. Sau sự kiện 30 tháng 4 năm 975, Chánh Tính làm diễn viên của đoàn kịch Bông Hồng. Vợ ông đi ủi đồ, dạch sắt để nuôi sống. Nuôi chồng lúc ông không làm ra tiền, còn Chánh Tính đi bán rau củ, đắp bát xe đạp. Cả hai còn tham gia diễn trong đoàn hát của nghệ sĩ Thẩm Thí Hằng để kiếm sống. Năm 982, quyền nghèo quá, khổ quá, chịu không nổi, Chánh Tính tìm cách vượt biên. Chuyến đi không chót lọt, ông Hải về trình diện và bị bắt bỏ tù. Ông Dương Đình Thảo, giám đốc Sở Văn hóa Thông tin thành phố Sài Gòn khi đó đã đề nghị ông công an vào khám, đem Chánh Tính ra để đóng vai chính trong Ván Bài Lật Ngửa. Thập niên 1990, Chánh Tính tiếp tục thành công trong lĩnh vực phim nhựa. Quế Hoa Nhà Ông Thất âm 992, tác phẩm do ông biên kịch có doanh thu 1 tỷ đồng. Chánh Tính hô hấp khi lần đầu thử xuất với đề tài kinh dị, tâm lý. Bến Sông Trăng năm 1998 đánh dấu sự trở lại của ông với phim tâm lý Sợ Họ Vô Quay, một bác sĩ yêu bệnh nhân. Giữa thập niên 2000, ông tiếp tục ghi dấu với phim Dòng Máu Anh Hùng, tác phẩm cho Sạc Ly Nguyễn, cháu của ông đạo diễn. Nguyễn Chánh Tính mở hãng phim Chánh Khương nhưng làm ăn không thành công, bộ phim Dòng Máu Anh Hùng không thu đủ tiền đầu tư, phá sản ở tuổi xế chiều. Ông Hải bán ngôi biệt thự ở quận 10 để dọn vào ở trong một chung cư tại huyện Nhà Bè. Chánh Tính Hải vừa đi hát phòng trà, bán quán nhậu, vừa nhận phim để có tiền trang trải cuộc sống. Về đài tư, Chánh Tính gặp Bích Trâm khi cả hai đang là sinh viên trường lập và đang hoạt động chung trong ban văn nghệ. Năm 974, hai người làm lễ cưới, cả hai có với nhau một trai một gái. Sau thành công của bộ phim Ván Bài Lật Ngửa, Chánh Tính được nhiều phụ nữ theo đuổi. Ông thường xuyên bảo vợ con đi chơi với người hâm mộ hoặc bạn diễn, có lần còn bị công an bắt. Phim đã tham gia Vĩnh Biệt Tình Hè năm 974, Tình Đức Củ Chi năm 978, Con Mèo Nhung năm 1981, Hạnh Phúc Ở Qua Đây năm 982, Ván Bài Lật Ngửa 1982, Điệp Khúc Hy Vọng năm 1988, Ngôi Nhà On Khóc, Chiếc Mặt Nạ Da Người, Bến Sông Trăng Tóc Ngắn 1999, Khi Đàn Ông Có Bầu 2005, Chuyện Tình Sài Gòn 2006, Dòng Máu Anh Hùng 2007, Suối Ân Hồn 2007, Phát Tài 2008, đóng cùng Trương Ngọc Ánh và Hoài Linh. Chết Lúc Nửa Đêm 2008, bộ phim đã mang lại cho ông giải Dánh Kiều Vàng 2008 cho đạo diễn phim video thắng xuất sắc nhất. Bố Thí Nghiệm Đêm Thương Hôn 2008, Cưới Hay Kẻo Lỡ 2012, Đi Qua Diễn Bản 2013, Đại Ca U70 2014, Tan Cuồng 2016, Linh Duyên 2017, Em Chưa 18 2017, Hoàng Tử Ơi Anh Ở Đâu 2017. Chương trình truyền hình đã tham gia Gầm Vàng 2003 đến 2004, Hát Câu Chuyện Tình 2017, Đào Vợ Tại Thế 2018, Ký Ức Vui Vẻ 2019. Nguyễn Chánh Tính cũng rất hồi hộp khi nhắc đến chuyện tình cảm của mình với vợ anh, nghệ sĩ Bích Trâm. Học hết lớp 12, Chánh Tính thi vào trường y nhưng không đổ, anh đành học lớp cùng
trường với Bích Trâm gốc mê ca hát trong chính tính ăn chống tham gia vào ban văn nghệ của trường, cũng là nơi mà Bích Trâm thường xuyên sinh hoạt. Sinh ra trong một gia đình khá giả và học trường Tây từ nhỏ, Bích Trâm như một tiểu thư thuê cát thời bấy giờ, đối lập với hình ảnh chân chất của chánh tính. Bản thân anh cũng không thích Bích Trâm ngoại trừ những lần cô lên sân khấu, thế nhân định mệnh là gắn hai người xích lại gần nhau. Từ một đám ma, hai người cùng đi dự đám tang của một người trong trường ở một tỉnh xa. Trời tối muộn, xe hơi đưa đón Bích Trâm hàng ngày không đợi được nên đã về trước, cô phải đi nhờ xe Honda của chánh tính. Trên đường về, Bích Trâm không quen ngồi xe Honda nên bị ngã. Cô đã nói một từ giấc hộ khiến chánh tính để ý, đó là rớt cái chân rồi. Chánh tính cảm thấy một cái gì đó rất mộc mạc và dễ thương từ câu nói đó. Gần về đến nhà Bích Trâm thì trời lại đổ mưa to khiến hai người ướt nhẹp. Xuất hiện trước cửa nhà Bích Trâm với bộ dạng như vậy, chánh tính làm cho mẹ cô vừa nghi ngờ vừa tò mò. Từ sau hôm đó, chánh tính và Bích Trâm mới để ý đến nhau và họ đã chói nhau cho đến tận bây giờ. Nguyễn Chánh Tính qua đời ngày sáng 4 tháng 1 ở tuổi 68. Con gái nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tính cho biết cha cô qua đời đột ngột và không kịp nhắn nhủ điều gì với gia đình. Tình trạng sức khỏe của cha tôi nhưng tháng gần đây khá tốt, nhưng ngoài hôm nay ông bị cảm và không ăn uống được gì nhiều. Con gái Nguyễn Chánh Tính cho biết tim hôm qua ba bệnh nên khá yếu. Ca sĩ Bích Trâm, vợ của nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tính, hiện sống và ngơ ngác trước sự ra đi đột ngột của chồng. Tang lễ của ông sẽ diễn ra tại nhà tang lễ Lê Quý Đôn.